bàn rồi. Thì mình chắc thời gian không có nhiều, thành ra mình bắt đầu luôn này. Thì hôm nay á, do tình hình dịch nên thành ra mình phải thực hiện hiện thì học online này thì nó cũng rất là bất tiện, bởi vì có nhiều cái thì trên online mình rất là khó chia sẻ. Nên thì mẹ em cũng cố gắng thông cảm, và sau này khi mà mình offline được á, và tại đơn vị bệnh viện á, thì mình sẽ thực tập được nhiều hơn, và mình nhận được về các cái điều chỉnh cũng như các cái ghi nhận trên bệnh nhân nó rõ ràng hơn. Bây giờ thì thông qua online thì mình chỉ nói đa phần thì phần lý thuyết thôi. Thì chữ thực mắc á, là hôm nay là gặp được sự đồng ý của khoa và sự phân công của khoa, thì trao đổi với các em một cái bài cũng rất là quan trọng trong cái chương trình học của mình, và trong cái bài hấp đó là cái bài siêu hấp cấp. Thì siêu hấp cấp mình về thường gặp ở trong trong à. Thì đầu là thầy sẽ trao đổi với các em về phần lý thuyết về cái siêu hấp cấp. Sau đó thì các em sẽ tự đại diện một bàn trình bày cái bản án. Thì thầy cũng nói trước là khi cái bản án hôm nay thầy đưa là sẽ có thiếu một số thông tin, mục đích là để coi thử là các em phát hiện ra các em có đề xuất không à, nên là thông tin sẽ thiếu chứ không có đầy đủ giống như khi mà mình ở bệnh viện có đâu mình có đó đó. Thì để coi thử cái khả năng phản đoạn của mình và các cái đề xuất của mình căn cứ trên những cái điều kiện mà mình đã có được thì mình làm như thế nào nha. Bây giờ thì cái tiên á, là thầy sẽ đi vào cái phần phần lý thuyết trước. Thì cái lý thuyết bài siêu hấp này á, là thầy cũng nói trước là thầy lấy nguyên văn của Bộ Y tế, tức là của cục quản lý khám chữa bệnh của Bộ Y tế. Đây là tài liệu chính thống, là có giá trị pháp lý. Về phía mà tài liệu mà các em có thể tham khảo á, thì thầy cũng nói luôn là bây giờ ở trên thị trường á, là nó có rất là nhiều sách và tài liệu về các cái vấn đề về khoa. Nhưng bây giờ thì mình đi học á, thì mình sẽ chọn những cái tài liệu chính thống để mình đọc, chứ còn mình đọc online thì nó cũng không nhá. Thì tài liệu chính thống ở mình đây là gì đó, thì mình sẽ phải lấy hai tài liệu của Bộ Y tế ban hành văn bản chính thức có dấu đỏ đàng hoàng. Cái thứ hai nữa là tài liệu từ cả cái trường đại học, các cái học viện lớn ở trong nước, mà cụ thể ví dụ ở phía Bắc thì là Đại học Y Hà Nội, phía Nam có Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, trong mình là có Đại học Y Dược Huế, đó là cái ba cái đại học mà thuộc loại lớn của ba miền. Thì những cái tài liệu nó của các giáo sư đầu ngành, của các thầy từ cả cái trường đó mà đưa ra, thì nói chung là tập để mình tham khảo. Ngoài ra nếu mà mẹ em đọc được các cái tài liệu khác nữa để mình có thêm kiến thức thì cũng tốt, nhưng mà nếu lấy tài liệu thì phải như vậy. Nói về tài liệu Dạ thầy ạ. à, phải Dạ xin nghe bên 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 phía thầy hình như là tiếng hơi nhỏ, thầy tụi em nghe nhỏ không thầy? à, tiếng hơi nhỏ Dạ. chỉnh cái âm thanh này. Alo, mẹ em nghe có rõ hơn không? Dạ rõ hơn được một xíu ạ. À, rồi, thì tôi sẽ nói ra, nói to hơn một xíu. Thì bây giờ chứ về cái tài liệu á, thì thầy giới thiệu bằng em như vậy là lấy tài liệu từ cả trường, các viện chính thống ở lớn của cả ba miền, từ miền Bắc, miền Trung và miền Nam, để em tham khảo theo tài liệu ở đó. Nha. Còn mình ở đây thì thường thì thầy các thầy cũng lấy tài liệu từ cả cái trường đại học lớn đó để mà hướng dẫn cho các em. Thì bây giờ thì mình đi vào luôn cái nội dung của cái bài siêu hấp cấp. Cái bài siêu hấp cấp này á, thì thầy soạn theo cái tài liệu của Bộ Y tế á, là của cục quản lý khám chữa bệnh của Bộ Y tế ban hành. Thì nói về đại cương siêu hấp cấp là gì đó, siêu hấp được định nghĩa đó là tình trạng giảm cấp chức năng của thống khí của bộ máy hô hấp và hoặc là chức năng trao đổi khí của phổi.
Suy hô hấp cấp là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh nhân phải nhập vào hồi sức cấp cứu từ 60 đến 70% trường hợp. Người ta có thể chia ra làm thành ba nhóm suy hô hấp cấp. Nhóm thứ nhất đó là nhóm giảm oxy máu, đó là khi mà mình làm tĩnh mạch động mạch có phân áp oxy động mạch dưới 60 mmHg thủy ngân. Nhóm thứ hai đó là nhóm tăng CO2 máu, đó là khi mình làm tĩnh mạch động mạch có phân áp CO2 máu là lớn hơn 50 mmHg thủy ngân. Và nhóm thứ ba là đó là nhóm cái thể hỗn hợp vừa có giảm oxy máu vừa có tăng CO2 máu. Thì xét về nguyên nhân của các siêu hấp cấp này á, thì người ta chia ra làm nhiều nhóm nguyên nhân. Cái nhóm nguyên nhân thứ nhất đó là nguyên nhân liên quan tới thần kinh trung ương, bao gồm là do việc sử dụng thuốc, ví dụ thuốc an thần, tổn thương các cái trung tâm hô hấp ở hành não, rồi là hô hấp liên quan tới giấc ngủ, tăng áp lực nội sọ, nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương hoặc là hội chứng giảm phân kỳ vô căng. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai đó là nhóm nguyên nhân về hệ thống thần kinh cơ. Thì nhóm nguyên nhân hệ thống thần kinh cơ gồm có là bệnh lý thần kinh cơ nguyên phát, hội chứng Guillain-Barré, bại liệt cái teo cơ, nhóm sử dụng thuốc và ngộ độc như thuốc trừ sâu, aminoglycosid, nhóm chấn thương cuộc sống, rồi chấn thương hoặc mất chức năng thần kinh hoành, rối loạn điện giải, hạ kali, hạ phốt pho hoặc magie máu. Các nguyên nhân khác ví dụ như phù niêm hoặc là liệt chu kỳ. Nhóm thứ ba đó là nhóm liên quan tới cái cấu trúc thành lực và cơ hoành, ví dụ như mạng xương di động, gãy xương sườn, gù vẹo cột sống, cổ chữ nhiều, béo bèo hoặc là tăng áp lực ổ bụng. Cái nhóm thứ tư đó là cái nhóm liên quan tới các cái bệnh lý mang phổi, ví dụ như can khí mang phổi, can dịch mang phổi hay là giai diện mang phổi. Cái nhóm nguyên nhân thứ năm đó là các cái tổn thương ở trong nhu mô phổi, ví dụ như viêm phổi, bệnh phổi mô kẽ do bệnh hệ thống, ví dụ như lupus ban đỏ, hội chứng chảy máu phế nang lan tỏa, ung thư phổi, chấn thương phổi hoặc là bọc đường hô hấp. Cái nhóm nguyên nhân thứ sáu đó là cái nhóm nguyên nhân liên quan tới cái đường dẫn khí, ví dụ như đường dẫn khí trên như là do đờm dị vật hoặc là có thắt thanh môn, hoặc là đường dẫn khí dưới như có thắt phế quản trong hen phản vệ, hoặc là bệnh nhân ở trong cái đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nhóm nguyên nhân thứ bảy đó là nguyên nhân liên quan tới cái bệnh lý mạch máu phổi, ví dụ như là tắc động mạch phổi do huyết khối, do khí hoặc là do nước ối, hoặc là cái nhóm tăng áp lực động mạch phổi nguyên phát. Cái nhóm thứ tám đó là các cái bệnh lý khác mà có thể gây nên suy hấp cấp, ví dụ như phù phổi cấp do suy tim, tăng sinh CO2 như trong trường hợp sốt, nhiễm trùng, co giật cái cường giáp, ngộ độc CO, thiếu máu hoặc là tăng áp lực tổng cầu máu. Thì nói về điều kiện lâm sàng của suy hấp cấp là gì? Thứ nhất đó là mình phải hỏi tiền sử bệnh. Hỏi tiền sử bệnh thì bao gồm có là cả cái nguyên nhân thường gặp, ví dụ như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc là một số bệnh lý về tim mạch. Thứ hai là mình xem xét về cái đặc điểm lâm sàng. Thứ nhất là nhịp thở tăng nhanh hoặc là chậm. Là em lưu ý là có cái nhịp thở chậm nó cũng sẽ có suy hấp ngay, chứ không phải là khi nào suy hấp của bệnh nhân cũng phải thở nhanh đâu. Cái thứ hai đó là có kẹo cơ hô hấp. À, mình sẽ nghe cái tiếng lâm sàng, ví dụ như là nghe tiếng rít hay là ren rít, ren ngáy, vân vân, tiếng thở rít. À, biên độ thở thì yếu như trong trường hợp mệt cơ, nhược cơ, thở mạnh như trong toan chuyển hóa. Mà xuất hiện cả cái tiêu chuẩn lâm sàng nữa, có thể là xuất hiện một cách đột ngột hay là xuất hiện nhanh hoặc là từ từ. Những trường hợp đột ngột ví dụ như bệnh nhân bị một cái dị vật phế quản hay là bị một cái tràn khí mang phổi thì cái khó thở nó sẽ xuất hiện rất là đột ngột, hoặc là khó thở nhanh xuất hiện nhanh trong trường hợp ví dụ như là phù phổi cấp, hen phế quản hoặc là viêm phổi do virus, thì những cái này nó sẽ diễn tiến rất nhanh, tận trong vòng 10 giờ thôi đó. Còn những cái diễn tiến mà đưa đến suy hấp cấp mà nó diễn tiến từ từ hơn thì mình có thể gặp trong u phổi, tràn dịch mang phổi hay là suy tim mất bù, vân vân. Các cái triệu chứng gợi ý thì gồm có cái gì? Thứ nhất đó là đau ngực, ví dụ như trong tràn khí mang phổi, trong nhồi máu phổi, trong viêm mang phổi, trong nhồi máu cơ tim, vân vân, thì nó sẽ có cái triệu chứng đau ngực. Đáng nhớ lại thì trong cái triệu chứng học bộ máy hô hấp á, thì đau ngực mà trong cái bệnh lý của hô hấp á, nó có một cái đặc điểm đó là thường á, là đau là nó liên quan tới cái vị trí thương tổn. Cái vị trí thương tổn nằm ở vùng nào thì nó sẽ thể hiện ra cái đau tương xứng ở cái vùng đó, đó là cái đặc điểm.
cái triệu chứng gợi ý nữa đó là bệnh nhân có thể sốt như trong các cái trường hợp nhiễm trùng, ví dụ như viêm phổi, viêm phế quản, hoặc là ví dụ như bệnh nhân có cái dấu hiệu viêm tắc tĩnh mạch chi dưới chẳng hạn, thì mình có thể nghĩ đến bệnh nhân có thể bị nhồi máu phổi chẳng hạn. Đó là những cái triệu chứng gợi ý. Khi thăm khám về lâm sàng thì mình phải hỏi kỹ về hô hấp, tim mạch và thần kinh. Về hô hấp mình khám phổi thì lưu ý cả cái dấu hiệu, ví dụ như cả cái ran ấm, ran rít, ran ngáy, vân vân, hội chứng ba giảm, hội chứng đông đặc hay là tăng chỉnh trong tràng khí măng phổi, cả cái dấu hiệu liệt cơ hoành. Nhiều khám tim mạch đó, thì mình sẽ lưu ý cả cái triệu chứng suy tim, cả cái bệnh lý về van tim. Đó. Khám triệu chứng thần kinh đó, thì lưu ý về cái ý thức của bệnh nhân, triệu chứng liệt cả cái cơ hô hấp. Về cận lâm sàng để mà chẩn đoán suy hô hấp thì nó có cái vai trò là cái khí máu động mạch đó, là có vai trò chẩn đoán xác định suy hấp. Và ngoài ra cái khí máu động mạch nó còn giúp phân loại suy hấp và đánh giá mức độ nặng của suy hấp. Thì chẩn đoán một cái suy hấp thì mình dựa vào cái gì? Cái thứ nhất nó về chẩn đoán xác định. Thì muốn chẩn đoán xác định một cái suy hấp cấp đó, ngoài cái triệu chứng lâm sàng mình thấy bệnh nhân suy hấp thì không nói, nhưng mà mình phải dựa vào cái khí máu động mạch. Đó là thì thể thứ nhất đó là suy hấp dạng oxy máu, là với là cái pH oxy phải dưới 60 mm trên nâng với điều kiện bệnh nhân thở khí phòng. Cái suy hấp tăng CO2 máu, đó là cái CO2 phải trên 50 mm trên nâng. Và cái nhóm thứ ba hồi nãy mình có nhắc đó là cái nhóm hỗn hợp, là vừa có giảm oxy mà vừa có tăng CO2. Về chẩn đoán nguyên nhân, thứ nhất dựa vào kỹ quang phổi. Thì kỹ quang phổi nó rất có ý nghĩa trong cái định hướng chẩn đoán, ví dụ như cả cái tổn thương thâm nhiễm, đông đặc, xẹt phổi, giãn phế quản hay là giãn phế nang, vân vân. Một số bệnh lý thì không có triệu chứng kỹ quang rõ, ví dụ như nhồi máu phổi, hen phế quản, tắc đường hô hấp trên, tức dễ hô hấp hoặc là liệt cơ hô hấp. Những cái bệnh lý đó thì nó không có cái triệu chứng rõ ràng trên X quang, ví dụ như viêm phổi nha. Về điện tim, điện tim thì giúp chẩn đoán một số bệnh lý về tim và tìm cả cái dấu hiệu điện tim của bệnh lý phổi, cả cái rối loạn nhịp tim do suy hấp, cả cái xét nghiệm khác nhiều tùy theo trường hợp cụ thể và tình trạng nặng của bệnh nhân có thể cho phép làm hay không. Ví dụ như công thức máu, siêu âm tim, điện tim, xét nghiệm NT-proBNP, siêu âm tĩnh mạch chi dưới, làm xét nghiệm Bessemer, chụp thông khí từ máu phổi, chụp CT scan phổi, chụp CT hoặc cộng hưởng từ sọ não, hoặc là tủy sống, đo điện cơ, chọc dịch não tủy, xét nghiệm cột máu cơ và methemoglobin. Thì chẩn đoán về mức độ thì trên lâm sàng mình muốn phân mức độ của suy hấp đó, thì người ta dựa vào các yếu tố, ví dụ như dấu hiệu xanh tím này, vã mồ hôi này, khó thở này, triệu chứng về huyết áp tăng hay giảm này, rồi cái triệu chứng về ý thức, có rối loạn ý thức hay không này, thì người ta sẽ xếp hai loại là loại nặng và hay là loại nguy kịch, là tùy theo những cái dấu hiệu nào xuất hiện nhiều hay ít mà người ta sẽ có hai loại. Nhưng mà để phân độ nhanh trên lâm sàng mà khi mà mình làm thông thường, đặc biệt đó là ở trong cấp cứu chẳng hạn, cái đơn vị mà đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân á, nếu mà mình muốn phân độ nhanh á, thì mình có thể sử dụng cái dấu hiệu lâm sàng là cái dấu hiệu bệnh nhân có sử dụng cơ hô hấp phù gắng sức để thở hay không này, bệnh nhân có tỉnh hay không này, bệnh nhân có bị rối loạn nhịp thở hay không này, đó, bệnh nhân có rối loạn ý thức hay không này, đó, mình dựa vào bốn cái đó thì mình có thể là mình sơ bộ phân độ được cái suy hấp cấp nha. Thế còn ví dụ như mình dựa vào mức độ ở trên cái bảng này thì mình vẫn còn phải một cái động tác đo huyết áp lên, đôi khi nhiều khi nó chậm hơn nha. Thì bởi vì rằng khi mà em học cái bài mà về cấp cứu á, trong cái nguyên tắc cấp cứu mà nắm được mà A B C D E á, thì em thấy cấp cứu hô hấp là đầu tiên, sau đó mới tới cấp cứu về tim mạch. Thành ra cái động tác mà đo huyết áp là nó không nằm trong cái đánh giá và cấp cứu hô hấp. Rồi cái này mình phân độ về sau cho biết thôi, chứ còn nếu mà nhắn á là mình sẽ dựa trên điều chỉnh lâm sàng. Thì mình có thể phân thành bốn độ như sau. Ví dụ như độ 1 là bệnh nhân có khó thở, có gắng sức để thở, có phải sử dụng cơ hô hấp phù để thở, nhưng mà bệnh nhân chưa có tím.
Độ 2 thì bắt đầu xuất hiện dấu hiệu kiểu tím, mình nhấn gắng sức để thở rồi phải huy động cơ hấp phụ rồi, nhưng mà bắt đầu có xuất hiện dấu hiệu tím tím môi và tím đầu chi là độ 2. Độ 3 là khi mà bắt đầu bệnh nhân có rối loạn về nhịp thở nhanh lên, nhịp thở chậm lại hoặc nhịp thở không đều. Còn về thế nào là nhanh chậm thì mẹ em học trong bài lý thuyết về sinh lý rồi đó. Hoặc là nhịp thở không đều là cũng là dựa vào là rối loạn nhịp thở, là nhanh hoặc chậm hoặc không đều là được xếp vào siêu hấp độ 3. Và siêu hấp độ 4 đó là bệnh nhân ngưng thở luôn thì được xếp siêu hấp độ 4. Thì trên lâm sàng mình xếp như vậy nó sẽ rất là nhanh. Nhìn bệnh nhân á, vì mấy anh biết là khi mà một bệnh nhân mà cấp cứu á, mình tiếp nhận một bệnh nhân cấp cứu á, thì trong vòng yêu cầu trong vòng 1 phút là mình phải đánh giá bệnh nhân và xử trí để đảm bảo rằng bệnh nhân này có thể sống được. Tất cả năm mục A, B, C, D, E. Nếu như mà mẹ em học mấy ba ba cấp cứu rồi mẹ em sẽ biết trong vòng 1 phút mẹ em sẽ đánh giá xong. Đó, thì phần riêng A, B là phần hô hấp, C là phần tuần hoàn rồi. Đó, D, E là các cái mục là thần kinh rồi các cái mục sau. Đó, thì mẹ em thấy là cái hô hấp là cái rất là quan trọng. Hiếm trong cấp cứu mà hai mục A, B là nó đã xếp cái hô hấp rồi. Và người ta sử dụng các cái dấu lâm sàng tôi chỉ cần nhìn thôi là đánh giá được, chứ không cần phải là lấy máy ra đo hay là phải làm thị máu động mạch cái này là để đánh giá về sau thôi, chứ còn trong cấp cứu là mình sẽ không kịp làm những cái đó đâu. Thì nói thêm về mẹ em như vậy cho biết, còn trong cái bài mà về cấp cứu thì mẹ em sẽ học kỹ hơn về cái các bước A B C D. Về sự trị suy hấp thì cấp thì nguyên tắc của nó là gì? Nguyên tắc của sự trị suy hấp cấp đó là vừa điều trị suy hấp cấp kết hợp điều trị nguyên nhân gây ra suy hấp. À, em lưu ý là vừa điều trị suy hấp mà vừa kết hợp với điều trị nguyên nhân gây ra suy hấp. À, thế cái sự trị ban đầu và vận chuyển cấp cứu đó chi là nhanh chóng xác định chẩn đoán bệnh nhân có bị suy hấp cấp hay không. Ừ. Cái thứ hai nữa là nếu xác định được là bệnh nhân có suy hấp cấp rồi thì phải đánh giá nhanh các nguyên nhân gây suy hấp cấp ở bệnh nhân, mình cần phải can thiệp ngay. Thì những cái nguyên nhân nào cần can thiệp ngay, những nguyên nhân cần can thiệp ngay đó là thứ nhất là cái vật đường thở, ví dụ như cái thủ thuật mà mình có thể làm ngay tại hiện trường là như thủ thuật Hemlick. À, cái thủ thuật Hemlick này là để đẩy dị vật ra khỏi đường khí quản của bệnh nhân, đặc biệt là ở những cái bệnh nhân nhỏ mà hay bị sặc cả cái hàm, cả cái những cái vật nhỏ nó cầm chơi nó lọt vào đường thở, thì mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật Hemlick này để đẩy cả cái dị vật đó ra. À, hay là cái can khí mang phổi mà có áp lực thì phải ngay lập tức là chọc kim lớn vào trong trong cái khoang mang phổi liền để giải phóng cái khí ra, còn không thôi là cái khí này nó tích tụ nó ép sẽ gây xẹp phổi và bệnh nhân sẽ suy hấp nặng lắm, rất là nhanh. Đây là những cái trường hợp mà diễn tiến rất là nhanh. À, hay là những cái trường hợp nhân ngưng thở liệt cơ hấp thì phải là bọc bóng hoặc là đưa về bệnh viện, nếu có điều kiện thì nên đặt nội khí quản ngay và thông khí nhân tạo. À, nếu có điều kiện không có máy thở nhưng mà mình có điều kiện đặt nội khí quản cũng nên đặt nội khí quản và bọc bóng qua nội khí quản, nó vẫn là hiệu quả hơn là mình bọc bóng qua ăn bu bọc qua mặt nạ đó. Với sự trị ban đầu của suy hấp cấp á, thì thứ nhất là phải bằng mọi giá là phải khai thông đường thở cho bệnh nhân, như lấy hết cả dị vật thuộc hết đường dài ở trong hầu vùng hầu hàm của bệnh nhân để đảm bảo rằng cái đường thở bệnh nhân thông thoáng. À. À, thứ hai, một số cái thủ thuật mà mình giúp cho cái đường thở bệnh nhân nó thẳng và nó thông thoáng, ví dụ như mình để cổ ưỡn bằng cách là mình đẩy cảng hay là nâng cằm nâng hàm bệnh nhân lên để cho cái nâng cái gốc lưỡi lên và cái lưỡi nó không đè lấp cái vùng hầu hàm và cái đường thở bệnh nhân thông thoáng để bệnh nhân thở được. Thậm chí nếu có điều kiện mình có cái canyoneo thì mình đặt vào để cho nó chống cái tụt cái lưỡi và đè vô cái vùng hầu hàm và nó gây tắc cái đường thở. Thì nếu như bệnh nhân nằm ngửa mà không an toàn thì mình có thể cho bệnh nhân nằm nghiêng. Nếu như bệnh nhân có nguy cơ sặc thì nằm nghiêng á, thì ví dụ bệnh nhân có nôn ọi lên á, thì nó cũng dẫn lưu tứ thể của nó chạy ra ngoài, nó khó sặc vào phổi. Thậm chí trong một số trường hợp thì nó là bệnh nhân nằm sấp
thì mình thấy trong cái mùa Covid này ấy, nó sẽ rồ lên một cái vấn đề gì đó là tứ thể tăng của bệnh nhân suy hấp trong ở cả cái bệnh nhân nhiễm Covid đó, là người ta cho đặt tứ thể năm sắc. Trên tứ thể năm sắc này nó có rất là nhiều cái ưu điểm mà giúp cho bệnh nhân dễ thở hơn, giúp cải thiện cái thông khí rất là tốt. Đó là về tứ thể. Mình có thể bọc bóng mặt nạ có oxy để đảm bảo thông khí cho bệnh nhân và đặt nội khí quản khi có điều kiện. Sau khi mình giải quyết các cái vấn đề về hô hấp, đảm bảo cái đường thở bệnh nhân thông thoáng, đảm bảo cái nhịp thở bệnh nhân có hiệu quả, khi đó bắt đầu mình mới quay qua cái phần tim mạch. Lúc đó mình mới là nghe tim hay đo huyết áp, cái bắt mạch hay đặt đường huyền tĩnh mạch ngoài biên, vân vân. Đó là tới cái mục là mục về 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 tim mạch. Song song với quá trình làm này thì mình phải vận chuyển bệnh nhân đến trung tâm cấp cứu và hồi sức nơi có thể có điều kiện để hồi sức cho bệnh nhân. Còn đối với xử trí tại bệnh viện thì xử trí cấp cứu thì mình sẽ làm cái gì đối với những cái suy hấp mà diễn tiến nhanh, ví dụ như do dị vật đường thở thì mình phải nội soi phế quản để lấy dị vật, hoặc là mở màng phổi bằng ống lớn để dẫn lưu khí màng phổi áp lực âm. Thì đây nói ống lớn thì lớn vừa thôi chứ cũng phải là cũng không cần thiết, khí thì mình không cần thiết là phải đặt một cái ống thiệt to để làm gì, tại vì đặt ống càng lớn thì bệnh nhân càng đau và cái nhiễm trùng càng dễ nặng. Chỉ cần một cái ống vừa phải là mình có thể lấy được khí ra ngoài rồi. Thì chỉ định đặt nội khí quản ở bệnh nhân thì như thế nào, thì chỉ định chung của nó đó là bệnh nhân có cái tắc nghẽn đường hô hấp trên, mất phản xạ bảo vệ đường thở, khả năng khạc đờm giảm nhiều hoặc mất, thiếu oxy máu nặng không đáp ứng với thở oxy và cần thông khí nhân tạo xâm nhập. Thì trên lâm sàng á, ví dụ ở đơn vị cấp cứu á, để mà xác định nhanh cái việc mà bệnh nhân có cần đặt nội khí quản hay không á, thì mình có thể dựa vào một vài yếu tố ngay. Thứ nhất, nếu mà theo cái phân đồ suy hấp nhanh mà hồi nãy thầy có giới thiệu á, có tức là bốn mức độ 1, 2, 3, 4 á, thì từ mức độ 3 trở đi là bệnh nhân có chỉ định đặt nội khí quản, tức là khi bệnh nhân có rối loạn về nhịp thở hoặc là bệnh nhân ngưng thở là phải đặt nội khí quản rồi đó. Hoặc là mình có thể dựa vào cái chỉ định mà nêu trong slide, nhưng mà mình nhanh trên lâm sàng thì mình có thể và như vậy đó, là bệnh nhân có rối loạn nhịp thở hoặc là bệnh nhân ngưng thở là phải đặt nội khí quản, chưa đặt nội khí quản được thì phải bọc bóng hỗ trợ, tại vì lúc đó thì nhịp thở của bệnh nhân nó sẽ không còn hiệu quả nữa, mặc dù đường thở bệnh nhân thông thoáng nhưng mà cái nhịp thở nó không hiệu quả nữa, oxy nó không được đưa vào máu, thành ra mình phải hỗ trợ cho bệnh nhân đó. Hay là mình có thể căn cứ trên cái thang điểm Glasgow, ví dụ như là bệnh nhân mà điểm Glasgow thấp từ 7 điểm trở xuống là mình có chỉ định đặt nội khí quản rồi. Ví dụ như 8 điểm trở lên là còn chưa đặt, cho 7 điểm trở xuống là bắt buộc phải đặt nội khí quản rồi. Đó, một số cái yếu tố mình có thể căn cứ để mà mình sử dụng để mà mình xử lý cái lâm sàng. Về kiểm soát đường thông khí, đó là các cái trường hợp cần hỗ trợ thông khí như là trường hợp giãn thông khí, toáng hấp với pH nhỏ hơn phải 7,25, bình thường là 7,15 tới 7,45, bây giờ 7,25 là toáng, có nguy cơ giảm thông khí hoặc giảm thông khí sẽ tiến triển nặng thêm, ví dụ như là phân áp CO2 tăng dần, liệt hoặc là mệt cơ hoành, thiếu oxy máu nặng kèm đáp ứng với thở oxy, kèm đáp ứng với thở oxy thì mình phải phải thông khí cho bệnh nhân. Đối với oxy liệu pháp thì nguyên tắc là gì, phải đảm bảo cho được cái FiO2 của bệnh nhân về trên 90%. Cả cái dụng cụ thở hỗ trợ cho bệnh nhân thì giống như là canin mũi, thì dòng oxy của nó là từ khoảng từ 1 tới 6 lít một phút là tối đa, nồng độ oxy thì dao động từ cái 24% cho tới 48%, và thích hợp cho các bệnh nhân có cái mức độ suy hấp trung bình hoặc là bệnh nhân COPD. Thực ra là các bệnh nhân mà có suy hấp màng á, ví dụ như COPD hoặc là những cái hen màng tĩnh lâu dài mà có suy hấp màng rồi á, đó
thì cái nồng cái lưu lượng oxy thở bệnh nhân thường tối đa là phải 3 lít một phút thôi, cho cao hơn nữa thì bệnh nhân sẽ khó thở và oxy cao lên là nó sẽ ức chế ngược trở lại cái hô hấp nhé. Hay là mình sử dụng cái mặt nạ oxy thì nó sẽ cho tạo dòng oxy lớn hơn khoảng từ 5 đến 10 lít một phút và sẽ cho được cái nồng độ oxy khoảng từ 35 tới 60%, thích hợp cho các bệnh nhân siêu hấp trung bình do tổn thương mang phế nang mao mạch, ví dụ như các cái tổn thương phổi cấp hoặc cái hội chứng siêu hấp cấp tiến triển ARDS. Thận trọng khi dùng cho các bệnh nhân nôn bởi vì mình ụp nguyên các cái mặt nạ oxy vào mũi miệng bệnh nhân và bệnh nhân nôn ra thì bệnh nhân rất dễ bị sặc ngược trở lại cái chức nôn của bệnh nhân. Hoặc là sử dụng cái loại mặt nạ không thở lại thì nó sẽ tạo được cái dòng oxy là từ 8 đến 15 lít một phút và nồng độ oxy thì rất là cao, từ 60% cho tới 100%, tùy thuộc vào cái nhu cầu dòng của bệnh nhân và độ kín của cái mặt nạ, thích hợp cho các bệnh nhân siêu hấp ở mức độ nặng do tổn thương mang phế nang mao mạch như trong trường hợp phù phổi, tổn thương phổi cấp, thận trọng khi dùng cho các bệnh nhân nôn. Hoặc là mình dùng cái mặt nạ Venturi thì nó cho oxy dòng cao, có thể đáp ứng được nhu cầu dòng của bệnh nhân, nồng độ oxy từ 24 đến 50%, ưu điểm là dùng cho những bệnh nhân cần nồng độ oxy chính xác. À, cái thở oxy dòng cao mà sau này sử dụng nhiều, đặc biệt là các cái máy thở HFNC mình dùng cho các bệnh nhân mà COVID có siêu hấp rất là nhiều. À, thì hiện tại ở các nơi trên thế giới sử dụng cái loại đó rất nhiều. Trước khi mà cho bệnh nhân thở xâm nhập thì người ta cho thở không xâm nhập bằng các cái dụng cụ hỗ trợ như vậy. Thì rồi với thông khí nhân tạo á, thì thông khí nhân tạo có hai loại, một loại đó là không xâm nhập và một loại là xâm nhập. Loại xâm nhập tức là mình phải đặt nội khí quản để cho bệnh nhân thở bằng bọc bọc bẩn hoặc là thở máy. Còn cái loại không xâm nhập á, thì mình không cần đặt nội khí quản nhưng mà mình phải có cái dụng cụ hỗ trợ để đưa đưa oxy vào vào trong phổi cho bệnh nhân bằng thông qua cả cái canula hoặc là cả cái mắt ở trên mũi hoặc là mũi miệng đó. Thì thông khí không xâm nhập nơi áp lực dương ấy, là sẽ hỗ trợ thông khí cho những bệnh nhân bằng cách là qua cả cái mặt nạ mũi hoặc mặt nạ mũi miệng, chỉ định trong trường hợp suy hấp có do phù phổi cấp huyệt động đợt cấp của COPD và hen phế quản. Còn trong trường hợp suy hấp nặng có dấu hiệu mệt cơ như gắng sức và tần số thở trên 30 lít một phút thì toàn hô hấp cấp thì pH là từ 7,25 cho tới 7,3, tình trạng oxy hóa máu tồi đi thì khi mà chỉ số PaO2 trên FiO2 là dưới 200 đó, thì những cái này mình phải có cái hỗ trợ thông khí áp lực dương cho bệnh nhân. Những cái chống chỉ định của thông khí không xâm nhập áp lực dương đó là gì? Bệnh nhân đã ngưng thở, bệnh nhân ngưng thở thì mình không thể dùng được rồi. Tình trạng huyệt động không ổn định, bệnh nhân tụt huyết áp hay là nhồi máu cơ tim không kiểm soát được, mất khả năng bảo vệ đường thở, bơm giải quá nhiều, vật vã hay không hợp tác, tình trạng bệnh nhân không cho phép đặt mặt nạ hay không bảo đảm tình trạng kín kín và khít của cái mặt nạ. Thì mấy anh chú ý ở cái chỗ này mình nói thì nhiều như vậy nhưng mà mình để này, cái thở mà thở oxy mà qua mặt nạ mũi miệng bằng cả cái máy trợ thở mà không phải là xâm nhập đó thì đòi hỏi bệnh nhân phải hợp tác. Bệnh nhân hợp tác mình mới sử dụng được, còn bệnh nhân mà không hợp tác thì chịu. Thì bất kỳ một lý do gì mà bệnh nhân để không hợp tác là mình đều không sử dụng được. Ví dụ như bệnh nhân ngưng thở thì không hợp tác được đấy. Bệnh nhân mà bất an có rối loạn huyệt động, bệnh nhân không có cái ý thức, họ không thể kiểm soát được, đang vật vã mệt khó thở thì những trường hợp đó, hoặc là bệnh nhân hôn mê rồi này, thì những cái trường hợp đó là họ không không thể hợp tác để mà sử dụng cái phương pháp mà thở không xâm nhập người như vậy được. Đối với thông khí nhân tạo xâm nhập thì khi mà những trường hợp nào mà thông khí nhân tạo không xâm nhập mà có chống chỉ định hoặc là thông khí nhân tạo không xâm nhập mà bị thất bại á, thì khi đó mình sẽ chuyển qua thở thông khí nhân tạo xâm nhập. Rồi, điều trị nguyên nhân. Về điều trị nguyên nhân thì mình có thể sử dụng thuốc, ví dụ như thuốc giảm phế quản kích thích beta 2 adrenergic, thuốc kháng cholinergic chỉ định với suy hấp cấp do co thắt phế quản như trong trường hợp hen hoặc COPD, ưu tiên dùng đường khí dung trước.
Nếu không đáp ứng thì mình sẽ chuyển sang dùng đường tĩnh mạch. Cái đường thì dùng là cái đường mà thuộc nó tác dụng tại chỗ, thành ra nó đỡ cái phản ứng phụ toàn thân. Còn nếu mà không dùng được đường khí dung thì khi đó mình mới chuyển sang dùng đường tĩnh mạch. Dùng đường tĩnh mạch thì cái phản ứng phụ toàn thân của thuốc nó sẽ bị nhiều hơn đó, và cái lưu thuốc nó cũng cao hơn. Cái nhóm thuốc thứ hai đó là corticoid. Corticoid được chỉ định cho cả cái đợt cấp của hen phế quản và trong một số trường hợp COPD. Mình lưu ý này, thì corticoid không phải là chủ đạo trong điều trị COPD nghe. Nó là chủ đạo trong điều trị hen nhưng mà không phải là chủ đạo trong điều trị COPD. Trong COPD cái thuốc chủ đạo điều trị đó là thuốc giãn phế quản chứ không phải là thuốc corticoid. Mày em lưu ý. Nhóm kháng sinh thì khi mà có nghi ngờ có nhiễm khuẩn hoặc là có những bằng chứng về nhiễm khuẩn ví dụ viêm phổi hoặc là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính á, thì mình sẽ sử dụng kháng sinh. Đối với nhóm thuộc lợi tiểu thì mình sử dụng trong các trường hợp suy tim xuất huyết, cả cái OAP huyệt đầm và quá tải thể tích. À, thì thủ thuật chọc dẫn lưu dịch và khí thì mình thực hiện khi có tràn dịch và tràn khí mang phổi. À, thì thay thể được tương thì giúp để loại bỏ bớt kháng thể trong các cái bệnh từ miễn gây liệt hô hấp như nhược cơ hồi chữ lambare hoặc là một số trường mà ví dụ như trong cả cái bệnh lupus băng đỏ hoặc là trong cả cái trường hợp mà ngộ độc vân vân, người ta cũng có thể là thay đổi tương để giúp loại bỏ bớt cái kích thước kháng thể. Điều trị các cái nguyên nhân về ngoại khoa ví dụ như mảng xương di động thì phải cố định mảng xương lại bằng thở máy hoặc là kéo cố định. Bệnh nhân có chèn ép tủy cổ thì phải phẫu thuật để giải chèn ép. Một nhóm số nguyên nhân không hồi phục được ví dụ như sơ cứng cột bên đầu cơ thì những cái nguyên nhân này thì phải chấp nhận chịu, mình cũng thể can thiệp được những cái trường hợp này. Đối với tiên lượng và biến chứng, tiên lượng của cái siêu hấp cấp nó phụ thuộc vào cái nguyên nhân gây ra siêu hấp cấp và cái thái độ xử trí của mình và các cái phương tiện mình có để mà hỗ trợ xử trí cho bệnh nhân. Siêu hấp cấp thì có thể dẫn đến cái tình trạng giảm oxy máu trơ hoặc tăng CO2 không đáp ứng với điều trị. Để điều trị các cái bệnh lý nguyên nhân gây siêu hấp cấp thì đã mình phải lưu ý các cái nhóm bệnh lý như thứ nhất là suy tim, thứ hai là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thứ ba là dừng phong việc phổi tĩnh mạch sâu phía dưới, thứ tư là điều trị kháng sinh sớm khi có nghi ngờ viêm phổi do vi khuẩn, điều trị thuốc kháng virus khi nghi ngờ viêm phổi do virus. Em biết là cái viêm phổi do virus nó diễn tiến rất nhanh, trong vòng 1 giờ hoặc 2 giờ là nếu mà mình chụp phim giữa hai lần với nhau là nó có thể khác nhau một trời một vực. Đó, một cái phim có thể là sạch không thấy gì cả nhưng khoảng cỡ 1-2 tiếng sau chụp lại là thấy trắng xóa cả hai cái phim, hai trường phổi bệnh nhân, nó là diễn tiến rất là nhanh nên là lưu ý. Thì cái bài về mà siêu hấp cấp á thì thầy xin trao đổi với mấy em là những cái ý kiến như vậy, thì mấy em có thể là tham khảo thêm các cái tài liệu của các cái trường đại học để mà mình có thêm cái kiến thức. Thì bây giờ chưa đến cái nền mà lý thuyết như vậy á, thì bây giờ chưa thầy sẽ mời một cái em đại diện cho nhận lớp mình trình bày cái bình án về cái bệnh nhân mà thầy gửi đó.